chuyện đánh tàu bằng ghe bên của quê anh dùng sông nước em yêu kể chuyện lại xanh trời ơi, dân ta đứng
Oh yeah.
đang đòi bạc mà chỉ đòi anh cái gì về nhà. Yêu em anh có chọn lựa gì, mẹ em là du khách biến thùy anh đi. Cái này nuôi mà yêu cái đất ngồi, xứng vợ xứng chồng có phải không em?